Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là bản tin cơ sở của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Hoàng Su Phì vừa tổ chức hội nghị giao ban đánh giá tình hình triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2014 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2015. Thông qua kế hoạch xây dựng nông thôn mới của 24 xã thị trấn năm 2015 và kế hoạch thực hiện hoàn thành xây dựng nông thôn mới xã Thông Nguyên. Đồng chí Hoàng Hải Lý, Bí thư huyện ủy, trưởng ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện chủ trì hội nghị. Trong năm 2014, tổng nguồn lực thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện Hoàng Su Phì là trên 50 tỷ đồng, trong đó vốn do nhà nước đầu tư hỗ trợ, lồng ghép từ các chương trình dự án là hơn 33 tỷ đồng. Các nguồn lực do nhân dân huy động, đóng góp ngày công, hiến đất là 17 tỷ đồng. Kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đến hết tháng 2 năm 2015, các xã đều đạt từ 4 đến 6 tiêu chí trở lên, riêng 4 xã điểm đạt từ 6 đến 12 tiêu chí. Cụ thể, xã Pố Lồ đạt 6 trên 19 tiêu chí, xã Nậm Ti, Nậm Dịch đạt 7 trên 19 tiêu chí, xã Thông Nguyên đạt 12 trên 19 tiêu chí. Năm 2015, Ban chỉ đạo nông thôn mới huyện đặt ra mục tiêu mỗi xã hoàn thành tối thiểu từ 3 đến 5 tiêu chí nông thôn mới. Riêng xã Thông Nguyên phấn đấu hoàn thành xây dựng nông thôn mới vào tháng 10. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Hải Lý, Bí thư huyện ủy, trưởng Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Hoàng Su Phì, giao Ủy ban Nhân dân huyện ra quyết định giao cho các xã hoàn thành tiêu chí đã đăng ký với Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện, đề nghị các xã tiếp tục phát động phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới gắn với huy động nguồn lực nhân dân, tập trung chỉ đạo thực hiện việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, khẩn trương rà soát lại quỹ phát triển thôn, tăng quỹ thôn để cho các hộ vay tái đầu tư. Ban chỉ đạo huyện, các ngành chuyên môn, tổ chuyên trách nông thôn mới rà soát lại tất cả các nguồn lực có thể huy động cho chương trình xây dựng nông thôn mới. Các xã lập danh sách các hộ hiến đất để xây dựng các công trình phúc lợi làm đường, kênh mương, đề nghị huyện khen thưởng. Dịp này, 12 tập thể và 28 cá nhân đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hoàng Su Phì khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn năm 2014. Vừa qua, đoàn giám sát Hội đồng Nhân dân huyện Xín Mần do Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Vương Thị Nhung làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát chuyên đề về kết quả thực hiện quyết định số 102 ngày 7 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn. Kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội và việc thực hiện quyết định số 213 ngày 9 tháng 2 năm 2015 của Ủy ban Nhân dân huyện Xín Mần về việc trợ cấp gạo cứu đói cho các hộ gia đình trong dịp Tết Nguyên đán Đất Mùi 2015 tại các xã Chí Cà, Thèn Phàng, Chế Là và Ngán Chiên. Đánh giá chung, các xã sau khi nhận được các văn bản hướng dẫn chỉ đạo đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền và phổ biến đến từng thôn bản, chỉ đạo rà soát, bình xét hộ nghèo theo đúng quy định và trình danh sách lên cơ quan chuyên môn thẩm tra xác nhận. Việc triển khai các chính sách hỗ trợ theo quyết định 102 của Thủ tướng Chính phủ và quyết định 213 của Ủy ban Nhân dân huyện Xín Mần cho các hộ được thực hiện đầy đủ. Chính sách hỗ trợ tiền điện được chi trả trực tiếp theo hình thức hỗ trợ bằng tiền từng quý đến các hộ nghèo và hộ chính sách xã hội. Tuy nhiên, một số xã còn chi trả chậm, công tác bình xét đối tượng hưởng chính sách còn dàn trải, chưa đúng đối tượng. Trong đó, một số hộ nghèo chưa biết phát huy hiệu quả của các nguồn hỗ trợ, sử dụng chưa tiết kiệm và không đúng mục đích, còn có tư tưởng trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước, chưa chủ động vươn lên thoát nghèo. Các xã đã có ý kiến kiến nghị với đoàn giám sát một số vấn đề như xem xét và tăng mức hỗ trợ cho hộ nghèo, bổ sung thêm đối tượng là hộ cận nghèo. Đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện tiếp tục chỉ đạo thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân. Qua kiểm tra nắm bắt tình hình thực tế tại các xã Chí Cà, Thèn Phàng, Chế Là và Ngán Chiên, đoàn giám sát Hội đồng Nhân dân huyện Xín Mần yêu cầu Ủy ban Nhân dân các xã cần tăng cường công tác quản lý và thực hiện tốt chính sách hỗ trợ cho đúng đối tượng, đảm bảo việc chi trả đúng thời gian quy định. Đối với đề xuất của các xã, đoàn sẽ tiếp thu và trình lên các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Vừa qua, xã Hữu Vinh, huyện Yên Minh đã tổ chức huấn luyện dân quân. Đây là đợt huấn luyện được huyện chọn làm điểm. Tại buổi huấn luyện, các đại biểu được tham quan các nội dung chủ yếu như công tác tổ chức biên chế lực lượng dân quân, giáo dục chính trị, điều lệnh đội ngũ tay không, kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật bài, tiểu đội dân quân chiến đấu bám trụ, mô hình học cụ, giáo án, bài giảng huấn luyện. Với công tác chuẩn bị chu đáo và tinh thần học tập nghiêm túc, buổi huấn luyện dân quân tại xã Hữu Vinh đã hoàn thành các nội dung, chương trình theo đúng kế hoạch và được đoàn kiểm tra của huyện đánh giá cao. Để tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ trong thời gian tới, đoàn công tác của huyện Yên Minh lưu ý, cấp ủy đảng các cấp cần quan tâm tới công tác củng cố, biên chế, đăng ký,
quản lý, huấn luyện, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh về mọi mặt, bảo đảm đủ số lượng, chất lượng. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác huấn luyện, tổ chức tốt các phong trào thi đua, tạo không khí phấn khởi, từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ chiến sĩ trong lực lượng dân quân tự vệ, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục luật dân quân tự vệ đến mọi tầng lớp nhân dân và lực lượng dân quân ở cơ sở. Ngày 20 tháng 3, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quản Bạ tổ chức hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp tiểu học năm học 2014-2015. Với sự tham dự của 29 giáo viên chủ nhiệm giỏi được tuyển chọn từ các trường tiểu học trong toàn huyện, giáo viên chủ nhiệm lớp có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc tổ chức hoạt động, dìu dắt giáo dục học sinh, xây dựng tập thể học sinh vững mạnh, là cầu nối giữa nhà trường, các giáo viên bộ môn với học sinh và cha mẹ học sinh. Thông qua hội thi nhằm tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về công tác chủ nhiệm lớp, khuyến khích và tạo điều kiện cho giáo viên chủ nhiệm nâng cao năng lực và sáng tạo trong công tác chủ nhiệm. Tham dự hội thi này, mỗi giáo viên sẽ phải trải qua 3 phần thi: thi hồ sơ giáo viên chủ nhiệm, thi kiến thức công tác chủ nhiệm và thi xử lý tình huống, kể chuyện về công tác chủ nhiệm với hình thức thi sân khấu hóa. Mỗi giáo viên dự thi sẽ kể lại một việc làm để lại ấn tượng sâu sắc nhất của bản thân trong hoạt động chủ nhiệm và trả lời các câu hỏi của ban giám khảo có liên quan đến câu chuyện đó trước hội đồng ban giám khảo và các đoàn dự thi các trường với thời gian tối đa là 8 phút. Hội thi thực sự là ngày hội thể hiện tài năng, niềm đam mê nghề dạy học và công tác chủ nhiệm lớp của đội ngũ giáo viên tiểu học đang công tác trên địa bàn huyện Quản Bạ. Sau đợt nghỉ Tết Nguyên đán Ất Mùi kéo dài, cùng với các trường học, điểm trường trong huyện, điểm trường thôn Giáp Yên, thị trấn Yên Phú, huyện Bắc Mê đã hoạt động trở lại và duy trì thực hiện tốt công tác giảng dạy, truyền thụ kiến thức cho học sinh. Điểm trường thôn Giáp Yên có 5 lớp tiểu học với 71 học sinh, 2 lớp mầm non với 33 học sinh. Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, 8 giáo viên phụ trách tại điểm trường luôn duy trì thực hiện tốt công tác giảng dạy, truyền tải kiến thức cho học sinh. Vào các ngày thứ 2 và thứ 5 hàng tuần, các thầy cô giáo lên lớp dạy phụ đạo cho các em học sinh. Tuy cơ sở vật chất trang thiết bị còn nhiều thiếu thốn, đường xá đi lại còn khó khăn, nhưng các thầy cô giáo luôn làm tốt công tác tuyên truyền vận động các em học sinh trong độ tuổi đến trường đầy đủ sau những ngày nghỉ Tết kéo dài. Cùng với sự cố gắng nỗ lực của các thầy cô giáo và các em học sinh của điểm trường thôn Giáp Yên, thị trấn Yên Phú, huyện Bắc Mê, tin tưởng rằng các thầy cô giáo và các em học sinh của điểm trường sẽ hoàn thành chương trình giảng dạy và đạt kết quả cao trong năm học 2014-2015. Ngày 21 tháng 3, Đoàn Thanh niên thị trấn Yên Bình, huyện Quang Bình đã tổ chức lễ ra quân tình nguyện giúp dân làm đường giao thông liên thôn tại tổ 4 thị trấn Yên Bình, lập thành tích chào mừng 84 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Tham gia lễ ra quân có lãnh đạo thị trấn Yên Bình, lãnh đạo một số ngành đoàn thể của thị trấn và 250 đoàn viên thanh niên. Mặc dù trời mưa, nhưng các bạn đoàn viên thanh niên đã không quản ngại khó khăn, tích cực tham gia đào đất đắp đường, tu bổ, mở rộng thêm con đường vào xóm 1 và xóm 2. Con đường có chiều dài 300m, rộng 4m, với mục tiêu mở rộng đường để xe ô tô có thể qua lại được, giúp cho hơn 20 hộ dân xóm 1, xóm 2 và nhân dân tổ 4 thị trấn Yên Bình đi lại dễ dàng hơn và thuận tiện trong vận chuyển hàng hóa nông sản và các sản phẩm lâm sản khác. Đây là hoạt động thiết thực, hiệu quả nhằm phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của đoàn viên thanh niên thị trấn Yên Bình, góp sức vào việc thực hiện phong trào tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới và tuổi trẻ với các hoạt động an sinh xã hội gắn với phong trào phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Phường Trần Phú, thành phố Hà Giang vừa tổ chức khai mạc giải bóng đá tổ nhân dân lần thứ 4 năm 2015. Trong những năm qua, phong trào thể dục thể thao của phường luôn được quan tâm triển khai sâu rộng và phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là phong trào thể thao trong các tổ dân phố. Qua đó, phong trào luyện tập thể dục thể thao đã tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân trong các tổ dân phố với nhau, góp phần xây dựng mối đoàn kết tại cộng đồng dân cư. Giải bóng đá tổ nhân dân phường Trần Phú, thành phố Hà Giang lần thứ 4 năm 2015 được tổ chức trong 6 ngày từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 3 với 10 đội tham gia được chia thành 2 bảng thi đấu vòng tròn tính điểm để chọn ra 2 đội nhất của mỗi bảng để tranh nhất nhì. Sau chương trình khai mạc, 2 đội của tổ 12 và tổ 14 đã thi đấu trận vòng loại đầu tiên, cống hiến cho khán giả nhiều pha bóng hay, đẹp mắt và tạo được nhiều ấn tượng cho khán giả đến xem và cổ vũ. Công trình trụ sở xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang được tỉnh Hà Giang phê duyệt với tổng mức đầu tư hơn 7 tỷ đồng. Tỉnh đã giao cho Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Quang làm chủ đầu tư, đơn vị thi công là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tuyết Minh.
Công trình trụ sở xã Việt Vinh được khởi công từ tháng 2 năm 2014 với diện tích xây dựng 200m² và diện tích sử dụng hơn 720m² với kết cấu nhà 3 tầng. Tổng số phòng làm việc 12 phòng và một phòng hội trường. Ngoài ra còn hơn 200m hàng rào bao quanh công trình. Đây là một trong những công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ xã Việt Vinh nên ngay từ đầu năm 2014, trong điều kiện khó khăn về vốn đầu tư cho công trình, huyện Bắc Quang và xã Việt Vinh đã tạo điều kiện cơ sở vật chất, giải phóng mặt bằng để công ty cổ phần đầu tư xây dựng Tuyết Minh sớm thi công công trình. Mặc dù công trình không được ghi trong đầu điểm kế hoạch, nhưng năm 2014-2015, huyện Bắc Quang vẫn tạo điều kiện cấp vốn cho công trình 2 tỷ đồng, tạo điều kiện cho đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ công trình. Đồng thời, đơn vị thi công cũng cam kết với huyện Bắc Quang sớm đưa công trình trụ sở xã Việt Vinh hoàn thành phục vụ trước Đại hội Đảng bộ các cấp, dự kiến bàn giao cho xã Việt Vinh vào trung tuần tháng 5 năm 2015. Xác định chủ trương và định hướng đúng đắn sẽ là cơ sở quan trọng để phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Bởi vậy, dựa vào điều kiện tự nhiên cũng như khí hậu của vùng thuận lợi cho cây chè phát triển, những năm gần đây, cấp ủy chính quyền xã Đông Minh, huyện Yên Minh đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân mở rộng cũng như chăm sóc tốt diện tích chè hiện có, giúp tăng thu nhập cho gia đình. Gia đình anh Thắng Văn Quý, thôn Tu Đóc là một trong những hộ gia đình có nguồn thu nhập ổn định từ cây chè trên địa bàn xã Đông Minh. Với diện tích 2 hectare chè, gia đình anh đã tập trung chăm sóc để cây chè phát triển. Anh cho biết nếu chăm sóc tốt, bón phân đảm bảo, một tháng cũng được hái 3 lứa chè mang về nguồn thu nhập ổn định cho gia đình. Đồng thời với máy xao chè mini, gia đình anh cũng đã mua sản phẩm chè búp tươi của các hộ gia đình khác trong thôn để làm ra sản phẩm chè khô bán ra thị trường. Bắt đầu thực hiện việc làm chè khô từ năm 2012, anh cho biết sản phẩm chè khô gia đình anh làm ra là sản phẩm sạch, được làm hoàn toàn thủ công nên đảm bảo chất lượng và được người tiêu dùng trên địa bàn huyện ưa chuộng. Gia đình tôi thì hiện tại có gần 2 ha chè. Hôm nay tôi tiếp tục chăm bón và đầu tư phân bón để chăm sóc cho cây chè phát triển tốt, và mỗi năm thì cũng thu mua của các hộ gia đình trong thôn cũng như các thôn khác lân cận để sao bán, và mỗi năm thu nhập trung bình cũng khoảng tầm hơn 3 triệu một tháng. Nói chung thì cũng khoảng một năm thì cũng thu nhập được tầm gần 450 triệu. Cây chè được nhân dân trên địa bàn xã Đông Minh trồng từ nhiều năm trước. Cùng với việc vận động nhân dân mở rộng diện tích, đến nay diện tích chè đã cho thu hoạch của toàn xã lên tới 225 ha, tập trung nhiều tại các thôn Nà Nong, Nà Báng, Tu Đóc. Hiện nay, bà con nhân dân trong xã thu hoạch chè tươi và bán cho các xưởng xao chè mini với giá dao động từ 8 đến 10.000 đồng mỗi kg nên thu nhập của người dân cũng ổn định. Cấp ủy chính quyền xã Đông Minh khuyến khích nhân dân không ngừng mở rộng diện tích và tập trung chăm sóc, cải tạo diện tích chè hiện có. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân, coi trọng công tác đầu tư thâm canh tăng năng suất, chú trọng chất lượng từ khâu chăm sóc, thu hái sản phẩm chè tươi đến khâu chế biến chè thành phẩm để nâng cao chất lượng sản phẩm và nâng cao thu nhập cho người dân. Trước đây, nhân dân xã Đông Minh cũng chưa chú trọng đến trồng cây, phát triển cây chè, chủ yếu là cây ngô, cây lúa và chăn nuôi. Nhân dân chủ yếu là phát triển kinh tế tự cung tự cấp. Năm 2012, Đảng ủy xã đã ra nghị quyết về phát triển cây chè. Nhân dân cũng đã nhận thức được cây chè là tầm quan trọng đối với kinh tế hộ gia đình. Và xã đã chỉ đạo nhân dân tập trung trồng mới và phát tỉa. Từ cuối năm 2014, nhân dân đã phát tỉa và đến nay đã cho thu hoạch. Là xã không có nhiều thế mạnh về phát triển trồng trọt, nhưng việc tuyên truyền, vận động nhân dân chăm sóc tốt và mở rộng diện tích chè trên địa bàn đang nhận được sự đồng thuận rất lớn từ phía người dân. Hy vọng rằng sự linh hoạt trong lựa chọn, chuyển đổi cây trồng phù hợp với khí hậu thổ nhưỡng tại địa phương sẽ giúp người dân trên địa bàn xã Đông Minh, huyện Yên Minh từng bước xóa đói giảm nghèo. Bản tin cơ sở của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh sau hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn, và xin kính chào tạm biệt.